VTV mượn Ronaldo nói việc dắt đưa Messi vào MV, mới đây trong chương trình lướt trên VTV Go được phát sóng trên kênh truyền hình VTV3, tiểu phẩm vui được nhà đài xây dựng mang tính hài hước đã thu hút quan tâm của khán giả. Theo đó, VTV đã mời Cristiano Ronaldo tới Việt Nam để gặp gỡ và có buổi phỏng vấn ngắn. Nhân vật đóng vai CR7 mang theo mặt nạ giấy in hình gương mặt của siêu sao người Bồ Đào Nha, đoạn clip trò chuyện vui vẻ giữa anh và MC đài truyền hình Việt Nam xoay quanh chuyện thời tiết ở Ả Rập. Nóng lắm nhưng bên đó không có chuyện mất điện. Sân vận động lúc nào cũng có máy điều hòa, anh chàng nói thích nhất là cưỡi lạc đà, đem mấy quả bóng vàng để lên lưng lạc đà chạy quanh vườn, tiếp đó, anh chàng gửi lời chào tới khán giả Việt Nam bằng động tác ăn mừng siêu quen thuộc. Nhưng khi MC hỏi, đoạn này em có được cho vào chương trình không? Liền bị anh từ chối, đăng Facebook thì được. Cho vào MV thì không nhá, cư dân mạng bình luận sôi nổi về clip hài hước này. Nhiều comment nhận xét VTV mặn mòi, ca khịa về việc gặp gỡ một siêu sao bóng đá. Sự việc khiến khán giả nhớ tới câu chuyện đang lùm xùm hiện nay khi siêu sao Messi có mặt trong MV ca nhạc của năm ca sĩ Dắt chương trình của nhà đài tiếp tục có thêm màn đóng vai hài hước khi hai nữ mc chương trình một người đeo mặt nạ jenny nhóm blackpink và một người đóng vai taylor swift tiếp tục đi thẳng vào trọng tâm của chủ đề mc minh tân của chương trình cho biết nói câu chuyện thần tượng trong tuần này vì như mọi người biết chỉ có ba giây messi xuất hiện trong mv của giác mà cõi mạng xôn xao khắp một tuần qua người ta cứ thắc mắc bằng cách nào có thể đưa messi xuất hiện trong một mv ca nhạc được một người như messi mà đến cả những ngôi sao tennis bóng rổ ca sĩ diễn viên hàng đầu ở mỹ mỗi lần messi buộc dây giày thôi thì tất cả đều giơ điện thoại lên chụp hình nếu dắt thực sự mời được một ngôi sao như vậy lên hình trong một mv của mình thì phải khen anh ta thật sự rất giỏi